đồng bằng sông Cửu Long đã từng bước chuyển mình để hội nhập vào xu thế phát triển vũ bão của khu vực ASEAN và toàn thế giới. Tại thủ phủ trung tâm của vùng đất trù phú này, thành phố Cần Thơ với vai trò là động lực để phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng, rất tự hào có một ngôi trường mang tên mình. Đó là trường Đại học Cần Thơ. Sau 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đại học Cần Thơ đã tự khẳng định mình bằng việc vươn lên từ danh hiệu Trường Đại học của Đồng bằng để nâng tầm lên trường đại học mang tầm quốc gia và cả châu lục. Đại học Cần Thơ, tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ, được thành lập ngày 31 tháng 3 năm 1966, gồm các ngành Đại học Khoa học, Luật khoa, Xã hội học, Văn khoa, Sư phạm và Nông nghiệp. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, do yêu cầu nâng cao dân trí và phục vụ thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long, trường chỉ đào tạo các ngành sư phạm và các bộ môn thuộc lĩnh vực nông nghiệp là trồng trọt, chăn nuôi và cơ khí. Trên những khu đất hoang sơ, trong muôn vàn khó khăn, những giáo viên sinh viên của trường vẫn kiên trì dạy và học. Tâm huyết và khát vọng vì sự phát triển của xứ sở quê hương đã được nuôi dưỡng trong những mái nhà tranh vách lá, trên những giảng đường bé nhỏ, đơn sơ. Kể từ buổi đầu thành lập, thầy trò trường Đại học Cần Thơ không chỉ dạy và học trong khuôn viên nhà trường mà còn bám sát ruộng đồng, công trường và nhà máy. Về các vùng nông thôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm thí nghiệm, thực nghiệm ngay trên mảnh đất của nông dân. Người dân đồng bằng vẫn nhớ rất rõ thời điểm cam go cuối thập kỷ 70 khi dịch rầy nâu bùng phát. Từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, hàng ngàn sinh viên của Đại học Cần Thơ đã ra quân đưa giống mới kháng rầy đến khắp các địa phương, cùng nông dân nhân giống, đem lại những mùa bội thu, cứu đói cho khu vực, góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho cả nước. Những nỗ lực của các nhà khoa học và của sinh viên Đại học Cần Thơ đã góp công xứng đáng vào thành tựu kinh tế xã hội chung của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 50 năm trôi qua, ngôi trường đơn sơ thổi nào đã có những đổi thay như một giấc mơ kỳ diệu. Đại học Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt với 3 khu thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ và 4 cơ sở ở các địa phương. Từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, ngày nay Đại học Cần Thơ đã trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học trọng điểm có cấu trúc ổn định của nhà nước ở đồng bằng sông Cửu Long, với 16 khoa, 3 viện nghiên cứu, 18 trung tâm và 15 phòng ban chức năng. Trường hiện có hơn 2.000 cán bộ, trong đó có 7 giáo sư, 110 phó giáo sư, 326 tiến sĩ và 810 thạc sĩ. Đại học Cần Thơ đào tạo 96 chuyên ngành bậc đại học với gần 60.000 sinh viên và học viên. Thời gian đào tạo của Đại học Cần Thơ đối với trình độ cử nhân và kỹ sư theo hệ thống tín chỉ từ 4 đến 5 năm. Bên cạnh đó, trường đã phát triển 38 chuyên ngành thạc sĩ và 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với gần 4.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh thường xuyên có mặt tại trường. Đào tạo sau đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Cần Thơ. Trường xem công tác này là hoạt động mũi nhọn và là thế mạnh của trường trong khu vực và cả nước. Ngoài ra, trường còn đảm nhận tuyển sinh sau đại học trong và ngoài nước. Với đà tăng trưởng nhảy vọt đó, Đại học Cần Thơ đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đào tạo và nghiên cứu về các ngành mà xã hội đang có nhu cầu, đồng thời đáp ứng nguồn nhân lực cho tương lai là sứ mệnh của Đại học Cần Thơ. Ngoài những ngành nghề góp phần nâng cao dân trí, phát huy thế mạnh của khu vực,
trường còn chú trọng những ngành công nghệ tiên tiến, mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sinh viên và học viên tốt nghiệp từ Đại học Cần Thơ là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, có đạo đức tốt, có khả năng và tâm huyết phục vụ xã hội. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường, các sinh viên của Đại học Cần Thơ đã thấm nhuần phương châm học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học đi sát với sản xuất và đời sống. Những đồng lúa, vườn cây, vuông tôm, các công trường, nhà máy là trại thực nghiệm lớn nhất của Đại học Cần Thơ. Việc cập nhật kiến thức bằng trực quan đã giúp cho sinh viên tiếp thu nhanh, rèn luyện tốt các kỹ năng chuyên nghiệp và gần gũi với nhân dân. Các phương pháp đo đạc, thăm dò tiên tiến đã được thực hành trên thực địa, giúp sinh viên nắm vững các vùng thổ nhưỡng đa dạng và hệ sinh thái phong phú của đồng bằng sông Cửu Long. Với sự đầu tư thích đáng và luôn cập nhật kịp thời, sinh viên Đại học Cần Thơ có điều kiện tiếp cận các công nghệ mới của nền khoa học công nghệ thế giới như ngành điều khiển tự động, robot và các phần mềm điều khiển. Trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Đại học Cần Thơ không ngừng tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, trường đang điều chỉnh xây dựng các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp như ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, kỹ thuật công nghệ và công nghệ thông tin, khoa học giáo dục, luật và xã hội nhân văn, phát triển kinh tế thị trường. Đại học Cần Thơ đã chủ trì nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường và mở rộng hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển mọi mặt của đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả các công trình nghiên cứu, dự án hợp tác trong và ngoài nước, ngoài việc ứng dụng vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy, làm tài liệu nâng cấp giáo trình, quản lý chất lượng giáo dục cho các khối ngành, còn góp phần thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đáng chú ý nhất là các đề tài điều tra cơ bản vùng đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đất phèn, vi sinh vật cố định đạm, chế biến và bảo quản nông sản, các mô hình hệ thống canh tác và tuyển chọn giống lúa thích nghi. Những công trình nghiên cứu đã được chuyển giao để áp dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại những kết quả thiết thực như chọn tạo các giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt, xử lý dịch bệnh trên cây lúa, nâng cao chất lượng cây ăn trái, chế biến và bảo quản hoa quả, kỹ thuật canh tác hoa màu sạch, chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển giao các kỹ thuật canh tác có hiệu quả, góp phần làm tăng đáng kể sản lượng lương thực xuất khẩu, nghiên cứu các giống gia súc gia cầm và phổ biến kỹ thuật chăn nuôi đến với bà con nông dân, đạt chất lượng và năng suất cao, từng bước nâng cao mức sống của người dân trong vùng. Trong lĩnh vực thủy sản, 50 năm qua, Đại học Cần Thơ đã tăng cường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất các giống tôm cá nước ngọt, mặn và đợ, các loài cá đặc sản bản địa trong khu vực, đặc biệt là sinh sản nhân tạo thành công các giống cá tra và cá ba sa, là một thành tựu khoa học mang đẳng cấp quốc tế. Trường còn nghiên cứu và chuyển giao thành công công nghệ sản xuất thức ăn cho tôm cá, kỹ thuật nuôi Artemia tôm, gây tạo các giống tôm cá có khả năng kháng bệnh ở từng vùng sinh thái khác nhau, chất lượng tốt, sản lượng cao, có thị trường tiêu thụ ổn định, đã tác động tích cực đến công tác quy hoạch và phát triển kinh tế ở các vùng sinh thái đồng bằng sông Cửu Long. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và kinh tế, các đề tài quy hoạch tổng thể giáo dục đồng bằng sông Cửu Long, phương pháp dạy và học, thị trường chứng khoán đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy hoạt động kinh tế xã hội toàn vùng. Các cơ sở của trường còn sản xuất nhiều loại sản phẩm hàng hóa, góp mặt vào thị trường hàng nông dược, các sản phẩm phục vụ thú y, trồng trọt, chăn nuôi. Trong suốt 50 năm qua, đã có hơn 60 công trình nghiên cứu khoa học được đưa vào thực tiễn sản xuất đạt hiệu quả cao, thông qua trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ đến các vùng miền trên cả nước, đạt doanh số trên 300 tỷ đồng. Đều có sự đóng góp trí tuệ và công sức của các khoa, viện nghiên cứu và các trung tâm của trường Đại học Cần Thơ. Cùng hợp tác với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong nước,
hợp tác quốc tế cũng là một trong những mặt mạnh của Đại học Cần Thơ. Thông qua các chương trình hợp tác với các tổ chức và viện trường trên thế giới, Đại học Cần Thơ đã mở rộng và nâng tầm hoạt động về các mặt quản lý, quy hoạch, giảng dạy, năng lực cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ và thông tin khoa học công nghệ, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 50 năm qua, Trường Đại học Cần Thơ đã hợp tác và thực hiện thành công các công trình nghiên cứu cấp quốc gia có liên kết với các viện trường đại học trong và ngoài nước, được áp dụng trên nhiều địa bàn, mang lại kết quả cao. Các chương trình này đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các địa phương trong vùng và nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Đặc biệt, trường đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác tốt với các đối tác trong việc triển khai chương trình Mekong 1000 để đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay đã có hơn 500 thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo từ các nước tiên tiến trên thế giới. Đại học Cần Thơ còn là nơi học tập, nghiên cứu của nhiều sinh viên nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác. Cùng với điều kiện sinh hoạt và học tập khá chu đáo, họ còn được sống một cách thoải mái và an toàn trong tình đồng nghiệp, đồng môn giữa một xã hội mến khách. Quan hệ hợp tác đã mang đến lợi ích to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và thịnh vượng chung cho cả khu vực. Sinh viên, học viên và cán bộ Trường Đại học Cần Thơ có dịp giao lưu văn hóa với bạn bè trên khắp năm châu, kích chặt tình đoàn kết hữu nghị và tinh thần học tập lẫn nhau giữa sinh viên Trường Đại học Cần Thơ với sinh viên của các trường đại học trên toàn thế giới. Ngoài trọng tâm đào tạo kiến thức chuyên môn cơ bản và chuyên sâu, Đại học Cần Thơ còn rất chú trọng đào tạo một nguồn nhân lực toàn diện về mọi mặt để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khi Tổ quốc cần. Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện, tri thức đi kèm với sức khỏe cũng là phương châm đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ. Hội thao hàng năm là một sân chơi bổ ích để thử thách tài năng của các vận động viên trẻ tuổi, cũng là dịp để giao lưu và học tập kinh nghiệm với bạn bè khắp nơi trên cả nước. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại là mục tiêu hàng đầu của Đại học Cần Thơ. Sau 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, bộ mặt của trường đã thay đổi toàn diện. Các tòa nhà mới liên tục mọc lên với nét kiến trúc hiện đại mà vẫn mang đậm nét phương Đông, rất hài hòa với cảnh quan sinh thái có sẵn trong trường. Nâng cấp toàn diện môi trường học tập và cải thiện đáng kể không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi của sinh viên, học viên sau giờ lên lớp. Không dễ tìm được một cảnh quan thiên nhiên xanh đẹp như thế này giữa lòng một đô thị ồn ào, náo nhiệt. Tại đây, các bạn trẻ có thể cùng nhau tranh luận, ôn tập bài vở, sinh hoạt múa hát tập thể vui vẻ, hoặc tĩnh lặng thư giãn sau những tiết học căng thẳng trên giảng đường. Qua, sự đóng góp của Đại học Cần Thơ vào việc phát triển kinh tế xã hội là rất to lớn. Nhà trường đã đưa các tiến bộ khoa học công nghệ vào việc phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kinh tế vườn, chế biến nông sản hàng hóa, đã góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long xứng đáng với vị trí là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Qua đó, Trường Đại học Cần Thơ đã tranh thủ được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Đại học Cần Thơ kể từ ngày thành lập đến nay đã là 50 năm rồi. Thì phải nói rằng 50 năm qua, Trường Đại học Cần Thơ có một cái sự đóng góp hết sức lớn lao đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó thì phải nói là cái đóng góp về việc đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Đồng thời Đại học Cần Thơ còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho lĩnh vực sản xuất và đời sống của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đặc biệt là những cái công trình nghiên cứu về
khoa học nông nghiệp ứng dụng vào trong sản xuất đem lại hiệu quả rất lớn cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Trong cái quá trình hình thành của mình thì Đại học Cần Thơ cũng là một cái quá trình phát triển và cùng lớn lên, cùng đồng hành với sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Trong tương lai tới, trường Đại học Cần Thơ của chúng ta tiếp tục phát triển lớn mạnh toàn diện và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho trường Đại học Cần Thơ chúng ta phát triển theo một cái xu hướng ngày càng hiện đại và hội nhập quốc tế, phục vụ thiết thực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Với một vị trí chiến lược và gánh vác một sứ mệnh vô cùng lớn lao, trường Đại học Cần Thơ luôn được sự quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước. Tháng 3 năm 2013, trường được vinh dự đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc tại trường. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của trường trong việc cung ứng nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế xã hội của toàn vùng. Thủ tướng lắng nghe và trao đổi những ý kiến, những tâm tư nguyện vọng của thầy trò trường Đại học Cần Thơ về định hướng các mục tiêu sắp tới. Trong suốt chặng đường 50 năm qua, trường Đại học Cần Thơ đã để lại trong lòng người dân đồng bằng sông Cửu Long những tình cảm tốt đẹp, là người bạn đồng hành cùng công dân trên con đường no ấm, là người đồng hành cùng chính quyền các cấp, các ngành để nâng cao năng lực quản lý giáo dục, kinh tế và xã hội. Từ nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, khi tri thức đã trở thành nhân tố quyết định của sự phát triển, trong bước đường đi tới của mình, Đại học Cần Thơ đã đề ra những mục tiêu phát triển cụ thể và phù hợp với sự phát triển giáo dục trên toàn thế giới. Đây không chỉ là quyết tâm chiến lược, là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, mà còn là ý chí của nhà quản lý, là đòi hỏi của xã hội. Trong tương lai, nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và sẽ tập trung đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất cho phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi thông qua dự án ODA của chính phủ Nhật Bản để nâng cấp trường Đại học Cần Thơ để trở thành trường xuất sắc trong khu vực và hội nhập quốc tế. Thành quả nghiên cứu khoa học cũng sẽ được quan tâm, nhất là trong nối kết với các đối tác quốc tế trong thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long, ví dụ như vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng sự phát triển nông nghiệp bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long, trên cơ sở đó đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Với sự ủng hộ của bộ ngành trung ương, sự phối hợp với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và sự đồng thuận của thầy cô giáo và sinh viên trường Đại học thôi, chúng tôi tin chắc rằng trong thời gian sắp tới, trường Đại học Cần Thơ sẽ phát triển nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy của người dân đồng bằng sông Cửu Long để quá trình hội nhập, và chúng ta chuẩn bị một đội ngũ sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của cả nước nói chung. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ đã được nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành các cấp tại địa phương và cả nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý. Một ngày mai, tràn đầy niềm tin, 50 mùa xuân khắp vòng bay xa. Mỗi sự trưởng thành của những nhà khoa học trẻ ở Đại học Cần Thơ là một nấc thang cho sự phát triển liên tục về chất lượng và số lượng của đội ngũ trí thức ở đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ đã không ngừng vươn lên để xứng đáng là một trong những trường đại học tốt nhất Việt Nam. Nhận thức tầm quan trọng của nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng đào tạo trong bối cảnh phát triển hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ đang phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành một trong những trường hàng đầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương vào năm 2022.
Nhìn lại những hình ảnh lịch sử từ những ngày đầu thành lập cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của một mái trường. Từ những khó khăn ban đầu của 50 năm trước, trường Đại học Cần Thơ đã tiến bước trên một hành trình dài để thắp sáng tri thức và niềm tin của bao lớp thanh niên qua chặng đường đổi mới của đất nước, chung tay để đưa đồng bằng sông Cửu Long cùng cả nước vững vàng bước vào thời hội nhập. Năm mươi năm qua, trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo hơn 90.000 cử nhân, kỹ sư hệ chính quy và hơn 40.000 hệ ngoài chính quy, hơn 6.000 thạc sĩ và hơn 60 tiến sĩ. Đây là một nguồn nhân lực to lớn đã góp phần làm thay đổi diện mạo của toàn vùng. Và như một dòng chảy bất tận của thời gian, mỗi năm trường Đại học Cần Thơ lại long trọng vinh danh những sinh viên ưu tú, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ nghiên cứu trên ghế nhà trường. Năm mươi năm từ mái trường này, các thế hệ kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ra trường mang theo tuổi trẻ, ước mơ và tâm huyết, nối bước cha anh tỏa đi khắp các nẻo đường đất nước để làm rạng danh tên trường Đại học Cần Thơ. Just